Nếu muốn biết học sinh sáng tạo cỡ nào thì hãy xem cách họ tái chế rác thải thành bộ sưu tập thời trang. Chỉ bằng các đồ vật tưởng chừng như bỏ đi như túi ni lông, áo mưa, bao tải, các người chơi học sinh đã nâng tầm những bộ y phục tái chế thông kém trở nên sang chảnh và hút mắt không thua kém gì các mẫu xây dựng thời trang chuyên nghiệp. Lấy ý tưởng từ các phần thi y phục dân tộc của cuộc thi Miss Universe, nhóm người chơi sinh viên đến từ trường Đại học Sài Gòn đã cho ra mắt bộ sưu tập tái chế rác thải độc đáo nhưng cũng không làm mất đi sự độc đáo và lan truyền đi thông điệp mà các người chơi có ý muốn truyền tải. Nam sinh đầy thần thái trong bộ y phục lấy ý tưởng từ phần thi mà Hoa hậu Hờ Henny từng trình bày. Được biết, những màn trình bày y phục này của các người chơi sinh viên đến từ câu lạc bộ nhạc kịch của trường Đại học Sài Gòn. Nguồn cảm hứng chính của bộ sưu tập đến từ sự xuất hiện chi chít của giỏ bánh nát, chai nhựa và lon nước ngọt đầy rẫy ở hành lang và sân trường. Các người chơi sinh viên muốn đoàn kết thêm chủ đề có tầm ảnh hưởng nên đã quyết định chọn y phục trong phần thi National Costume của chương trình Miss Universe để tạo nên sự đặc biệt và độc đáo. Nhóm người chơi trẻ mất đến 6 tuần chuẩn bị, trong đó 2 tuần đầu dành cho việc mở bu quyên góp nguyên liệu và 4 tuần tập trung phân loại và tiến hành làm y phục. Khó khăn nhất là khi chúng mình khai mạc phân loại và chọn nguyên liệu cho từng bộ y phục. Vì nguồn quyên góp là rác thải nên nhiều người chơi góp những thứ ngoài sức tưởng tượng như giỏ kẹo bé xíu, nước mắm, giỏ lon, nhưng cũng nhờ thế tụi mình thế hệ được phần nào sự vất vả của các cô chú công lao phải phân chia từng loại rác khác nhau hay cắt rửa từng lon nước ngọt, chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ. Hầu hết nguyên liệu được dùng để chế tạo y phục là từ giỏ bánh nát, y nhựa và giỏ lon nước ngọt. Đồ hoàn toàn may bằng tay chứ không nhờ máy may gì hết. Chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ thêm về thông điệp của hoạt động. Qua bộ sưu tập này chúng mình muốn góp phần gì đó bảo vệ môi trường và muốn truyền tải thông điệp rằng không phải những thứ bỏ đi thì không thể trở nên sang trọng mà chủ yếu do cách dùng của chúng ta sử dụng. Các bộ y phục lấy cảm hứng từ phần thi National Costume trong cuộc thi Miss Universe để tạo nên sự đặc biệt và độc đáo. Nhóm người chơi trẻ muốn nhắn gửi thông điệp không phải đồ tái chế nào cũng trở nên vô dụng mà nó có thể đem lại lạnh trị tùy vào cách chúng ta sử dụng. Một vài bộ y phục độc đáo khác.